tiến sĩ sẽ giới thiệu với các bạn ba loại serum mặt của Simple. Loại thứ nhất là màu xanh lá, loại này thì dành cho tất cả các loại da, kể cả da nhạy cảm thì cũng các bạn cũng có thể là sử dụng được. Sản phẩm này hiện tại thì shop đang bán với giá là 150.000, nhưng đang sale chỉ có giá 96.000 thôi. Loại thứ hai là dành cho những bạn nào da khô và da hỗn hợp thêm khô. Loại này thì cái chất gel của nó là chất gel màu sữa đặc. Loại này thì shop đang bán với giá trên thị trường là 175.000, nhưng hiện tại thì đang sale chỉ có giá là 100.000 thôi. Và loại thứ ba là loại serum mặt này dành cho những bạn nào da dầu và da hỗn hợp thêm dầu. Những bạn nào da mụn thì cũng có thể sử dụng được sản phẩm này. Cái chất của sản phẩm là chất gel đặc hơn cái loại màu xanh lá này nữa, nhưng mà nó sẽ rất là dễ rửa và dễ tạo bọt, cho nên là những bạn nào da mụn thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Sản phẩm này thì shop đang bán với giá là 140.000, nhưng đang sale chỉ còn 105.000 thôi. Thì ba loại serum mặt này nó đều có tác dụng là làm sạch da, cân bằng độ pH trên da, và đặc biệt là nó có nhiều cái sự lựa chọn cho từng loại da, cho nên là bạn nào chúng ta đang thắc mắc là không biết nên dùng serum mặt nào cho làn da của mình thì các bạn nên tham khảo dùng serum mặt của Simple nha. Hiện nay thì cái thương hiệu này á, nó rất là nhiều cái hàng giả, cho nên mình để chúng ta mua những cái sản phẩm chính hãng thì các bạn nên ghé shop Việt Phòng Âu Nhân Sĩ để được giá chính hãng nha. Cái link mua hàng á, thì mình sẽ để link ở cái phần mô tả để chúng ta có thể click vào cái link và chúng ta mua hàng dễ hơn nha. Rồi, shop Việt Phòng Âu Nhân Sĩ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu bạn không có tài khoản Gmail thì chỉ xem, không đăng ký theo dõi kênh bạn yêu thích được. Cho nên bạn hãy lưu ý tạo tài khoản Gmail để đăng nhập YouTube, bấm nút đăng ký để theo dõi kênh bạn yêu thích.